Cuối tháng 10 năm 2021, cộng đồng mạng, đặc biệt là cộng đồng những người yêu động vật dậy sóng vì thông tin đàn chó mèo 16 con của ông Phạm Minh Hùng bị lực lượng chức năng ở Cà Mau tiêu hủy. Sau khi sự việc xảy ra, ông Phạm Minh Hùng, chủ nhân đàn chó mèo, nhận được nhiều sự chia sẻ của cộng đồng mạng. Tổng số tiền Mạnh Thường Quân đã gửi tặng ông Hùng để gây dựng lại đàn chó là hơn 120 triệu. Về cuộc sống hiện tại của người đàn ông gây dựng lại đàn chó bị tiêu hủy này như thế nào? Số tiền mạnh thường quân hỗ trợ tôi không dám tiêu xài phung phí. Tôi để mua chó theo đúng tâm nguyện của các mạnh thường quân. Tổng cộng mua hết bao nhiêu tôi không nhớ chính xác. Nhưng có con tôi mua 2 triệu, có con 3 triệu. Tôi cũng chích ngừa cho cả đàn chó 15 con. 13 con mới mua, một con được tặng và của gia đình một con. Và chăm lo cho chúng ăn uống đầy đủ. Ông Hùng chia sẻ. Ông Hùng tâm sự, từ tháng 10 đến nay, ông thất nghiệp nên số tiền các mạnh thường quân hỗ trợ cũng đã dùng cạn kiệt. Hiện nay mỗi ngày ông vẫn phải đi bắt cá ở các kênh rạch và xin thêm kinh phí từ người thân để đàn chó không bị bỏ đói. Cả ngày ngoài giờ đi làm, ông ăn cùng chó, ngủ cùng chó, đi đâu cũng đưa chó theo. Mỗi ngày tiền ăn cho 15 con là khoảng 500 000 đồng, còn tôi chỉ ăn vài ba chục ngàn thôi. Có khi tôi nhịn luôn để thêm thức ăn cho chó, nhiều người nói tôi gàn dở nhưng tôi yêu chó nên chấp nhận vậy tôi khổ một chút cũng được nhưng không để đàn chó đói ông hùng nói sau kỳ nghỉ tết hai vợ chồng ông hùng lại tiếp tục trở lại huyện đức hòa long an để đi làm phụ hồ ông mong sẽ có nhiều việc hơn để đàn chó không bị đói nếu dư giả dạ, ông sẽ mua thêm chó hoặc nhận nuôi những con chó bị bỏ rơi Công việc ổn định thì hai vợ chồng tôi mỗi ngày kiếm được hơn 500.000 đồng. Nếu ít việc thì 200.000 đồng hoặc không có ngàn nào. Vợ chồng tôi hết tiền thì lại đi đánh bắt cá tôm về cho đàn chó ăn. Cứ thấy chúng lớn nhanh, khỏe mạnh là tôi vui rồi. Khổ chút cũng không sao. Người đàn ông nghèo khổ, vui vẻ nói. Hiện... Ông đã nhờ người thân thuê dùng một căn nhà ở huyện Đức Hòa, dự định là đưa cả đàn vật nuôi theo. Tuy vậy, ông vẫn lo lắng chủ nhà sẽ gây khó dễ khi ông nuôi quá nhiều chó mèo. Ông quả quyết, nếu chủ nhà không đồng ý, ông sẽ tiếp tục đi thuê trọ ở những nơi xa khu dân cư để tiếp tục giữ đàn chó mà không ảnh hưởng đến những người xung quanh. Chắc chắn quý vị còn nhớ vào tháng 10 năm 2021, vợ chồng ông Hùng đã chở đàn chó gồm 15 chú chó con từ Long An về Cà Mau sinh sống. Hành trình đó ông đã vượt qua mưa nắng gió bụi để đưa các con về an toàn. Tuy nhiên, vì một vài lý do, khi về đến khu cách ly huyện Trần Văn Thời, đàn chó của ông Hùng đã bị mang đi tiêu hủy câu chuyện trên đã gây rúng động dư luận bởi trước đó nhiều người đã bày tỏ sự yêu mến cảm kích trước tình cảm mà vợ chồng ông hùng dành cho đàn chó của mình ở mỗi trạm dừng ông hùng đều cho các con xuống đi loanh quanh tìm cơm cho chúng ăn cuộc sống phụ hồ đầy vất vả nhưng cả chồng và vợ đều chắc chiêu lo lắng cho bầy chó đủ đầy nhất tôi sinh ra và lớn lên ở bình dương vì gia cảnh nghèo khó mà tôi đã bán nhà đi còn tôi thì phụ hồ kiếm sống Vợ chồng tôi có hai đứa con, một đứa sinh năm 2005, một đứa sinh năm 2004. Nhưng bất hạnh thay, chúng đều lần lượt bệnh rồi qua đời. Chúng tôi quá nghèo, không đủ chi phí để lo lắng cho con, ông nói. Bầy chó là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời ông Hùng. Những ngày còn ở Bình Dương, ông và vợ đều làm phụ hồ. Buổi sáng vợ chồng thay nhau cho chúng ăn uống, trưa về trộn cơm rồi tắm rửa. Cuộc sống chắc chiêu qua ngày, vậy mà hạnh phúc khi đàn chó bị tiêu hủy, ba chị em khóc suốt. Tại thời điểm đó, ông Hùng không dám cho vợ cầm điện thoại. Xem lại những hình ảnh ngày xưa, đứa quấn quýt, đứa chạy quanh chân, đứa trồn người lên nũng nịu, tất cả đều là những ký ức nằm lại đầy đau lòng. Thôi, em cứ coi như là nó hết duyên nên không có thể ở với mình nữa vậy. Ông an ủi vợ. Ngay có kết quả âm tính được rời khỏi khu cách ly, vợ chồng ông đã cố đi tìm phần tro cốt còn sót lại của những chú chó bị tiêu hủy nhưng không được. Sau đó ông quyết định ở lại Cà Mau để tiếp tục sinh sống. Nhận được số tiền của mạnh thường quân giúp đỡ, ông hùng bèn đem đi mua một bầy chó mới, cộng với hai con được cho, tất cả là 15 con. Ông và vợ đặt tên cho từng đứa: Mập, Heo rừng, Bốn mắt, Mina, vân vân. Mỗi ngày ông đi lưới cá, giăng câu để mang thức ăn về cho chúng. Tính chi phí của hai vợ chồng và 15 đứa con mỗi ngày là 400.000 đồng. Trong đàn có một con là chó kiển nên nó không ăn xương được. Tôi mua cá rô về gỡ xương cho nó. Nếu có tiền chúng tôi sẽ mua ướt gà rồi băm ra, ông kể. Theo ông Hùng, chó không thể nói chuyện, nhưng nó có đầy đủ đời sống tình cảm, tính cách như một con người. Chúng xứng đáng được yêu thương và trân trọng. Chúng bị bệnh, vợ chồng tôi tất tả mua thuốc về để tiêm. Chúng đói, ông đi lưới cá. Tết về, mỗi đứa được ông Hùng mua cho một bộ đồ, đó là loại quần áo trẻ em, 100.000 đồng được ba bộ. Đứa này có thì đứa kia cũng phải có, chúng tôi thương đồng đều lắm. Ông hào hứng, Số tiền dành dụng dần vơi, vợ chồng ông cũng chẳng còn Tết. Ông Hùng cho biết vợ chồng chỉ lo chu toàn được một mâm cơm cúng mẹ. 29 Tết, bà Nguyễn Thị Chi Em, vợ ông Phạm Minh Hùng lo lắng nói với chồng. Anh, con nó bị tiêu chảy, em lo quá. Không nghĩ ngợi nhiều, ông Hùng gom góp 600.000 đồng cuối cùng trong túi, lật đật chở vợ lên thị trấn tìm thú y. Nếu người ta không mở cửa, chắc mình phải mua thuốc cho con uống đỡ, ông Hùng nói. Con của đôi vợ chồng là chú cúng có bộ lông mượt mà, nằm co ro trong góc lồng, không hoa, không bánh mứt, không quần áo mới. Tết đến vợ chồng ông Hùng dành tất cả số tiền mà mình có cho đàn chó 15 con. Chó là bạn, nó yêu thương và quấn quýt mình, có khác gì con người đâu. Ông vừa lý giải, vừa vuốt ve bộ lông mượt mà của chúng. Khép lại những ký ức buồn bã trong năm cũ, vợ chồng ông đã đóng một cái Tết đặc biệt như thế. Tết của vợ chồng ông không có quần áo mới, cũng chẳng màng đến bánh mứt. Tết với ông chỉ cần quay quần bên bầy chó, nhìn chúng ăn, chăm chúng tắm, rồi cười khi thấy từng con khỏe mạnh, đó chính là hạnh phúc. Mong 6 Tết chúng tôi sẽ lên Sài Gòn để làm hồ trở lại, ông bọc bạch. Khi số tiền cuối cùng đã dành để lo cho một vài con trong đàn bị bệnh, ông Hùng dự định sẽ đi làm thuê 2-3 ngày, kiếm đủ tiền đi xe, sẽ khởi hành về thành phố. Dù khó khăn phía trước, nhưng trên chuyến xe đó chắc hẳn sẽ có đôi vợ chồng cùng 15 chú chó thật hạnh phúc. Bí thư tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải cho rằng vụ đàn chó bị tiêu hủy tại xã Khánh Hưng của huyện Trần Văn Thời bản chất không như những gì cộng đồng mạng đang phản ứng. Bí thư Cà Mau đã yêu cầu địa phương kiểm tra, ra soát thật kỹ để báo cáo với cấp trên, thì Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời báo cáo với ông Hải rằng chủ của đàn chó mèo là tỉnh khác được bạn bè rủ về Cà Mau trong khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Các tỉnh chưa cho phép người dân tự do đi lại. Dù anh em có xử lý nóng vội thì mục đích chỉ muốn bảo vệ người dân, không có ý xấu trong việc này. Tôi yêu cầu chủ tịch huyện nắm thật kỹ, xem anh em xử lý như vậy là đúng, sai ra sao, rồi tỉnh xử sự đúng mực. Còn đúng mực như thế nào, phải tùy tình huống, ông Hải nhấn mạnh. Diễn biến vụ việc được báo chí thuật lại như sau. Tối mùng 8 tháng 10, Trung tâm chỉ huy xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời tiếp nhận 7 người về từ vùng có dịch, mang theo 15 con chó mèo vào khu cách ly tập trung tại trường Trung học phổ thông Khánh Hưng. Test nhanh, kết quả có 4 người dương tính với SARS-CoV-2, bao gồm chủ đàn chó mèo. Trong thời gian chờ kết quả PCR, dây buộc không đảm bảo nên đàn chó mèo tiếp tục chạy trong khu cách ly, khiến những người trong khu vực phàn nàn sợ động vật là nguồn lây lan dịch bệnh. Khi có kết quả hai lần test nhanh, bác sĩ Đỗ Kiêm Chi, trưởng trạm y tế xã Khánh Hưng đã báo cáo, xin ý kiến trung tâm y tế huyện. Trong đó có báo cáo khó khăn về việc quản lý đàn chó mèo. Đến chiều 9 tháng 10, những người trên đều có kết quả PCR dương tính với Sars-CoV-2 nên được đưa đến bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời điều trị. Lúc này đàn chó mèo vắng chủ nên chạy rông trong khu cách ly, gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Trước áp lực từ công tác phòng chống dịch, bà con nhân dân và những người đang cách ly phản ánh quá nhiều, nên ban điều hành khu cách ly tiếp tục yêu cầu gia đình đảm bảo công tác quản lý, nếu không sẽ tiêu hủy, nhưng gia đình không có ý kiến. Đến 7 giờ 30 phút ngày 9 tháng 10, người dân và những người làm nhiệm vụ trong khu cách ly tiếp tục phản ánh về vụ việc trên, nên lực lượng chức năng đã làm biên bản và tiêu hủy đàn chó, mèo ở phía khu cách ly trước sự chứng kiến của người dân. Ông Trần Tấn Công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trần Văn Thời cho tuổi trẻ biết, việc tiêu hủy đàn chó là cần thiết nhằm đảm bảo phòng chống dịch, bao gồm cả do sức ép của cộng đồng dân cư và người dân trong khu cách ly. Tuy nhiên, nếu đủ lực lượng quản lý, chúng ta cũng có thể cô lập đàn chó mèo ở một nơi riêng biệt, sau đó phun khử khuẩn và thực hiện quy trình giám sát tiếp theo. Trong trường hợp xác định rõ chúng đã nhiễm bệnh, giải pháp sau cùng mới là tiêu hủy, ông Công giải thích với nguồn trên. Cũng theo ông công trong công tác phòng chống dịch Covid-19 thì việc đảm bảo sức khỏe chống lây nhiễm khu cách ly là ưu tiên số 1 nên địa phương mới có quyết định như vậy.